Chào các bạn nha. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn sau 2 tuần mình đi du lịch vacation về thì mình rất là ngạc nhiên, mình thấy cái trái dưa hấu mình lên rất là bự nha các bạn. Coi nó bò dài thòn rồi ra ngoài cái vườn của mình đi các bạn. Cà chua cũng lên nữa kìa. Wow. Mình không ngờ cái trái dưa hấu mà nó lên bự như vậy á. Vài lần trước khi mình đi nó nhỏ như là cục bi vậy á. Đây mình quay cho các bạn coi nè, các bạn thấy cái dưa hấu không? Trời ơi, coi nó dễ thương ghê không? Đó. Nhìn cái trái đó kìa. Mình mua mình phải lấy cái thùng đó mình lót nó lên á, không thôi ở dưới á nó nóng á, nó mớp cái dưa hấu. Nè, một trái. Đây là hai trái. Ba trái. Đó, ở góc kia đang lên nữa 4 trái. Đó, các bạn thấy nhiều không? Bên góc bên kia nữa kìa. 5 trái, 6 trái. Mấy trái nhỏ đang lên. Đó, các bạn thấy không? Dưa hấu đúng ra thì mình trồng cho nó vui vậy thôi. Thấy nó ra, thấy nó cũng mừng mừng hay vui chứ thực sự mấy cái này ở tiệm như Costco đồ nó bán trái cũng đâu có nhiêu. 4-5 bạc bự khổng lồ. Đó các bạn thấy không? Cây nhà lá vườn các bạn. Đây các bạn coi nó bự ghê không? Đó. Hơn nữa sẵn đây mình muốn chia sẻ với các bạn luôn là mình trồng dưa hấu là mình cũng phải để ý nha các bạn. Làm sao? Tại vì mới hôm qua đó mình trời rất là nóng, có khoảng chừng 100 độ á, thì mình đi mình tưới nước nó. Mình tưới nước lên cái cây lá của nó đó, cho nên nó nóng quá nó nứt liền nè. Đây mình quay cái này cho các bạn coi, thấy không? Đó, nứt ra, thấy không? Mắc cười ghê vậy. Mình vừa tưới nước trên cái mặt đất này á để cho nó mát á, thì mình nghe cái bụp bụp một cái cho nên nó nứt ra giống như là nó nổ ra vậy đó. Nhìn thấy kỳ quá ha, thấy hơi ngộ ngộ á. Đó, thấy chưa? Trái bên đây cũng nứt luôn nè. Đó, mình quay mấy trái nứt cho các bạn coi, thấy không? Nó nứt ra. Nó nóng quá, chắc ở trong ruột của nó sôi ọc ọc ở trong á. Còn trái này thì ok nè. Đó, thấy không? Đó, nó mọc ra từ ở trong đó, ở trong cái flower bed garden của mình nó mọc ra các bạn. Đó. Coi như là còn 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái. 4 trái không có nứt cũng đỡ. Trái này các bạn coi nè, coi nó tròn quay, coi nó đẹp ghê không? Nhiều 1 trái luôn, đã ghê không? Mình không biết nó lớn bao lâu nha, nhưng mà mình cứ để cho nó khoảng chừng vài tuần nữa, 1 tháng nữa coi nó bự, chắc nó bự khổng lồ đó nha. Đó các bạn thấy không? Mình quay xa cho các bạn coi. Đó, mấy cái thùng á là mình lót mấy trái dưa hấu á. Các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái. 8 trái dưa hấu lận. Nhìn thấy thấy vui thì thôi. Còn bên đây là cái cây đào của mình nè các bạn. Đó, cây đào các bạn thấy giờ nó chín đỏ luôn, thấy không? Đó, ở trên nữa nè. Đó, thấy không? Đâu ăn đâu, để cho chim nó ăn nè, kiến vô ăn luôn nè. Và nó ngọt ngay như đường vậy á. Đó, các bạn thấy trái đào không? Để chim nó ăn hết trơn rồi. Rồi bên đây là cái dàn cành dày của mình, các bạn thấy không? Mình bắt dày lên cho nó leo á. Đó, có mùa này nè, mùa này coi nó ra bông nhiều phải không? Rụng ở dưới luôn nè. Đó, các bạn thấy bông rụng thấy không? Đây, cái loại chanh dây này á, nó ra mấy cái như công chỉ vậy, nó quấn 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 quấn, nó leo quá trời, nó leo nè. À, các bạn thấy bông không? Đó, bông nhiều ghê không? Bên đây nữa đây. Đó, bên đây nó bông nó leo. Dưới nó kìa, ra rất là tươi tốt luôn. Thì mình tưới nước nó một ngày hai lần đó các bạn. Đó, các bạn thấy không?
leo ghê không đó, mình để cho mốt cái nó leo qua bên cái lan can của mình luôn á, mình bắt dây qua cho nó leo qua bển luôn. Rồi còn bên đây là thăng long của mình là bắt đầu từ từ nó đỏ lên nè các bạn, thấy không, chín đỏ lên nè. Sau khi mình đi mấy tuần rồi mình về á, mấy cây ăn trái mình nó lộng hành lên hết rồi đó, thấy không, lên quá trời luôn, thấy không đó. Nè, bông lên lên bông lên trái nữa nè, đây đó, thấy chưa, đã kia chưa, đây có cái trái xanh này bự ghê không, quay các bạn coi đó, thấy chưa, thăng long á, cây nhà lá vườn á nha, ở trong góc kia nữa mọc đầy luôn, thấy không. Thôi mình chỉ có bấy nhiêu chia sẻ với các bạn một chút xíu cho nó vui nha. Mình chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời giờ vô coi channel của mình. Và mình hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau. Thân mến chào các bạn. Bye bye.